Nên cũng xin chào cô chú anh chị, thì cũng tiếp tục hành trình đi thăm bảy chuột đêm nữa cô chú anh chị. Hồi chiều này nên đặt cánh bên đây nè, tại hồi chiều mưa rồi nên chạy giết về lặn lo che cái trại á, mà hên hồi chiều mưa cũng nhỏ chứ không có lớn cô chú anh chị, cho nên cũng đỡ nên che trại nên căng ra mũ ra xong chân kìa. Chứ hồi bữa trước hôm qua thì ổng mưa giấc khuya cái ổng mưa lớn, giấc khuya mưa lớn á, rồi cho nên nên che. Lúc mà hôm qua thì mưa đâu dắt nên độ có 11-12 giờ đó, hai chồng mình đang ngủ tóc ngồi gì che mũ che đồ gịch chặn lùm lum ra luôn à. Này là mưa bữa trước còn ngập ruộng gì nè, cái kinh thì ở dưới mấy kênh thì nước nó ngập bình địa luôn, kiểu như nó rút không kịp á, nên nó ngập quá thì ngập luôn à. Giờ này là hai vợ chồng nên chuẩn bị đi thăm chuột ha à. Dưới mấy kênh à, ngập lên tới đó luôn kìa. Cái trại nên thì đây ngập lên tới mí à. Này mà ông giả đám mưa lớn giống như hôm qua nữa chắc nên nghi là nước ngập lên tới trại nên luôn á. Mà hên là bữa nay ông chè ông còn thương vợ chồng nên cho nên mưa nhỏ nên đặt xong cái nên vừa đặt xong nên thấy mưa cái nên quýnh quán nên chạy giết về, nên sợ mưa lớn giống như bữa trước chạy giết về, mà hên ông mưa nhỏ cũng đỡ rồi. Thì để nên sang chuột xong cái nên đi thăm, chừng nào qua tới đây ruộng bảy á rồi nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Một em bự ừ. Một em nhỏ ghim cờ lại giặt, ghim cờ sâu đi đấy, để như khi mấy con cháu á. Đây một con bự nữa. Để nó nhăn đây luôn rồi. Nên đặt lại. Chờ em khác. Đây. Đặt lại luôn. Hết rồi, hết lạnh rồi. Giờ mưa rồi kìa. Nó chắc hả? Rồi, tự nhiên mấy cái đó dính im, mấy cái này chất quá ha. Sảy hả? Đây một bé nữa. Một bữa ha. Ừ. Một ngày chỗ này chắc còn nguyên xin chưa ai đặt. Dễ lắm rồi. Đặt nát chứ chưa ai đặt cho bà. Đặt nát nó cho còn bự nè. Khi tạc vô. Làm gì nói chứ đặt làm gì hết nổi. Đặt bẫy đâu có hết nổi đâu. Chuột ngoài nó tạc vô nữa mà. Ở trong nữa mình đặt bẫy đâu có dính hết được. Cái đó con chú quốc hả? Chết luôn. Ồ, chuột chạy. Bữa đây là đường dữ lắm, tại nó đâm mưa cái bắt đầu có hết thấy đường luôn. Đèn tròn đó ngay cái bập nữa đó, cái bập kế bên luôn nè, một con nhỏ kế bên này nè đó, mình thấy nhúc nhích đó, con này mới dính luôn nè, tròn bị chuột bự quá chuột chuột éo không. Bự gì đó,
cái này Trung Quốc chết luôn, chết nhiều không dính. Con cái bẫy này đặt đây nè, ok, giấu kỹ, giấu cái bẫy kỹ quá, kiếm không có. Đèn con chú hay quá, nhỏ cái bẫy luôn. Tại ta sẽ giấu, giấu mấy con chó. Đây, một em. Nó bự nhở? Bự anh. Chuột kêu. Chuột đám sậy. Chuột kêu. Này, mấy con chuột bự nè. Đây hả? Ừ, đúng rồi. Hai vợ chồng anh cũng đã về tới. Nay thất thủ rồi cô chú anh chị. Mưa quá mưa nên không thấy đường xá gì đặt gì. Mà không, cũng không thấy chuột chạy luôn. Hết chuột hay chuột tạt đâu chứ. Thăm một xíu cái chuột con. Bữa nào cũng cứ tối không cũng cả ký chuột con chứ. Còn chuột lớn thì thảm luôn. Chuột lớn nên chắc độ có chừng 2 kg là dữ lắm. Cái ngoài 2 kg, cái ngoài 2 kg à. Chuột lớn chắc ký mấy luôn, cả 2 kg à. Nhỏ không cả ký nữa kìa. Rồi, bữa nay như được 3 kg lô cứ tối. Càng ngày càng tệ. Nên đi đoạn là gặp không không à. Đi biết nản luôn. Mong rằng cứ sáng của chúng ta hình hên rồi cứ sáng trúng thì được. Còn mà cứ sáng không ấy nó là thua luôn. Rồi thì nên hẹn cô chú anh chị lại sáng mai luôn ha. Rồi buổi tối chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Bye bye. Con bự ha. Vô gà vô gà. Nên cũng xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Sáng bắt đầu hai chồng nên đi cũng gặp này. Ra ngoài đi, đúng rồi. Xin đây được con nhỏ sáng à. Sáng làm như ôi ôi ông trời ông muốn mưa nữa hay gì hết. Giường này đã nuôi cá thôi chứ đâu có gì đâu, có cái hầm cá trong đó, bởi vì người ta sợ bọn ác rồi ấy chó. Có mấy đường đi cũng như mà ra ngoài rồi vì mà nên đặt đây không có hôm qua tại đặt ở trong đây là ngoài này nước không, nước không qua cái nên đặt trong này. Giờ này cũng ngon lắm nhưng mà đỡ. Nó chạy ngoài thấy dấu dò ngoài lừ luôn mà nên đặt ở trong này không dính, khôn quá à, chạy nhiều dấu dò ngoài nhóc chứ. Mà không vô gặp quất này thua rồi cô chú anh chị, này hẻo rồi, đường cũng mềm mềm không mà không dính, có dấu dò chạy ngoài lử vậy đó, mà sao nên không biết sao nó không vô ngay đường. Nhiều khi nó không biết có tin mình nên không có mấy gì tin gì đâu, mà sao nên để ý hai lần rồi đó là thua. Hôm qua nên chuẩn bị đi đặt bẫy á,
có ông anh cũng ngồi nhậu ở trên này nè, nên vừa ra đi đặt ông ấy dặn nè, mời chừng nào có chuột á cho ông xin vài con nhậu. Hôm qua là nên thấy nghi nghi vậy đó, nên luôn tính không đi đặt luôn rồi đó. Ra chưa đặt gì trơn mà thấy ông dặn là thấy nó sao sao trong mình nè, giống như hồi lúc cũng vậy đó. Lúc trước nên đang đi đặt á, cũng có mấy ông nhậu ông cũng dặn, ông nói chừng nào có chuột chia, có chuột không chia vài ký, rồi là thấy hẻo luôn. Bây giờ cũng vậy, giờ nên cũng hẻo luôn nè, tàn sáng là tàn, nên gom cái giạc bên kia là tàn, là dính gặp không dính gì chứ có chuyện gì, gặp không toàn bộ, dính được có một hai con, mấy con nhỏ xíu. Quanh đây nên đặt trong cái đám cỏ này nè, nên đặt đây dài ra khúc chỗ người ta dăng câu chờ nè, bữa nay nên đặt tính đặt nói tiếp theo. Thì gom nãy giờ nó dính được có một hai con, còn như mà gom gặp không không, gom gặp không mà thấy nó lãng hình như buồn thiệt, không gặp không buồn luôn, gặp không không à. Rồi bà xã nên đang sắp gặp ở trong rồi, để nên sẽ tranh thủ nên gom ghế thôi cô chú anh chị. Thì nào nên gom xong á, rồi vô có gì nên sẽ tổng kết cho cô chú anh chị xem sao ha. Đối nhân găng luôn. Trời, chừng nay chừng ba cái chục bự gì chèn. À, nay chừng ba cái chục bự cùng. Chục con không à, chục con cũng ký mấy hai ký. Để vô đó không đi, đỡ. Hết rồi đó. Con nó lỡ bự không, hay nhỏ. Đây luôn hả? Đổ nó đi, không để đi đổ bên cộng kia mới không sang qua sang lại nữa. Rồi bữa nay tổng cộng nên chừng 3 kg bự rồi cô chú anh chị, với chừng 2 kg nhỏ như tính vậy đi, như bữa nay được 5 kg hẻo luôn. Bữa nay nên đi gom toàn là trước tối đi thăm cũng vậy, bừng ngày đi cũng vậy, thì đó chừng 5 kg không được 5 kg nữa, 4 kg ngoài. Nay chưa từng thấy luôn, mỗi bữa cũng còn được 7-8 kg rồi, 7 kg rồi, nay hẻo rồi, chật quật. Nay này chỗ này chắc nên đặt hơn bữa hay bữa nữa, chắc nên đi vào đồng nên kiếm chỗ nên về đi quá, chứ trụ chỗ này hoài chỗ thì chắc thua. Bên này nước rút bớt rồi nè, chắc dọ lại mấy cái đường nó cũng ra cũng im á, cái anh đường đặt lại. Rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha. Thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên xin chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye.